Chào mừng các bạn đã quay trở lại với những video tìm hiểu về các ngành nghề trên trường đại học. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một ngành vô cùng hot và được các bạn trẻ lựa chọn nhiều trong thời gian gần đây. Đó chính là ngành kinh doanh quốc tế. Để các bạn có thể hiểu rõ hơn và có được những thông tin tốt nhất về ngành này, thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia ra làm hai phần chính. Phần thứ nhất, mình sẽ giúp các bạn hiểu rõ về ngành kinh doanh quốc tế thông qua 3 câu hỏi. Ngành kinh doanh quốc tế là gì? Học những gì? Và sinh viên ngành kinh doanh quốc tế sau khi ra trường sẽ làm công việc gì? Và phần thứ hai, ngành kinh doanh quốc tế phù hợp với những bạn như thế nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu phần đầu tiên. Ngành kinh doanh quốc tế là gì? Kinh doanh quốc tế bản chất là các hoạt động giao dịch, mua bán giữa các quốc gia với nhau hay giữa các công ty, tập đoàn của quốc gia này với doanh nghiệp, công ty của quốc gia khác. Kinh doanh quốc tế cũng là sự hợp tác thương mại nói chung với nhiều quốc gia với nhau. Nhìn chung đây có thể gọi là hoạt động ngoại thương vượt qua lãnh thổ của một quốc gia. Việt Nam chúng ta cũng đang bước vào giai đoạn toàn cầu hóa để đi chung vào xu hướng thương mại quốc tế của toàn thế giới nên đã thúc đẩy mạnh việc liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Vì vậy, ngành kinh doanh quốc tế đang rất cần những cử nhân, những nhà kinh doanh quốc tế có trình độ, kỹ năng trong ngành ngoại thương. Đây chính là lý do để giải thích cho sức hút của ngành này. Câu hỏi số 2. Ngành kinh doanh quốc tế học những gì và nên học trường nào? Kinh doanh quốc tế là một ngành nghề thuộc nhóm ngành kinh doanh, nên các bạn sinh viên khi theo học ngành này sẽ được trang bị rất nhiều kiến thức đa dạng liên quan tới quản trị kinh doanh, kế toán tài chính. Song song với đó là những kiến thức về đầu tư quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu, các kiến thức về marketing, thanh toán mang tầm quốc tế và đặc biệt là hoạch định những chiến lược kinh doanh vượt ra lãnh thổ của một quốc gia. Một số trường đào tạo tốt ngành kinh doanh quốc tế mà mình biết đến như Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế. Câu hỏi số 3. Sinh viên ngành kinh doanh quốc tế ra trường làm gì? Đây là một ngành học khá tiềm năng, nên sinh viên ra trường cũng có nhiều cơ hội về việc làm như chuyên viên đối ngoại, chuyên viên xuất nhập khẩu, chuyên viên xúc tiến thị trường, chuyên viên marketing, nhân viên kinh doanh, chuyên viên hoạch định tài chính quốc tế, chuyên viên tư vấn đầu tư quốc tế. Để thành công trong ngành học này, thì những nhà kinh doanh quốc tế cần phải có nền tảng và kỹ năng nghiệp vụ tốt để có thể làm được những công việc như tiến hành phân tích những tác động của nhiều yếu tố lên chính sách doanh nghiệp của mình, đặc biệt là những yếu tố mang tính toàn cầu như là những vấn đề về chính trị, công nghệ hay yếu tố về địa lý, văn hóa con người. Ngoài ra, bạn cần phải có khả năng phân tích về các vấn đề tài chính thế giới như thị trường ngoại hối, các hệ thống tỷ giá hối đoái trên thế giới, hoạt động quản trị và vận hành của chuỗi logistics toàn cầu, và có khả năng xây dựng, tiến hành các chiến lược kinh doanh để đem về những lợi ích cho tài chính doanh nghiệp hay lợi ích đầu tư nói chung. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến phần số 2 của video ngày hôm nay. Ngành kinh doanh quốc tế phù hợp với những người như thế nào? Nếu như bạn nhanh nhẹn, năng động, tự tin, có khả năng giao tiếp và đàm phán tốt, yêu thích môi trường cạnh tranh và đam mê kinh doanh, thì bạn sẽ là ứng viên vô cùng tiềm năng cho ngành học này. Ngoài ra, để thành công, bạn cần phải có thêm những tố chất như sáng tạo, chịu áp lực tốt, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin. Và đó là tất cả những gì về ngành kinh doanh quốc tế mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Nếu như có câu hỏi hay thắc mắc cần mình giải đáp thì các bạn hãy bình luận ngay xuống phía dưới video này nhé. Mình mong rằng video ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn trong việc lựa chọn ngành nghề sắp tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Kỹ năng sinh viên.